Thế thì mình? Em là Mai Dũng, năm nay 32 tuổi, em làm ngành trang trí nội thất. Thế cô dâu thì? Em là Ngọc Châu, là kiến trúc sư, năm nay 29 tuổi. Như vậy là hai vợ chồng này rất hợp nha. Lấy nhau về chắc chắn là ngôi nhà phải rất là đỡ tốn tiền nhiều lắm. Đâu có đâu, trời ơi, mà là xong kiếm hiệp bích luôn. Vợ kiến trúc sư xây nhà, vợ vẽ, chồng thực hiện. Nhà chồng thì trang trí nội thất xong. Chà. Vậy thì hai bạn quen nhau như thế nào? Lúc trước mình là công ty mình làm trước một năm, sau đó là bà xã mới vô phỏng vấn. Thì trong tình cờ thiết kế vẽ thì rớt cái thước, mình nhìn thấy bà xã ở dưới, mình nhìn lên thì cái đùi mình hơi to lắm. Hơi to, tóc thì xù giống như là Silver Black vậy, sơn môi đỏ, như là ấn tượng ban đầu là không có được tốt cho lắm. Thậm chí còn nói với anh em đồng nghiệp thôi đừng có tiễn cô này chứ. Chắc là em cá tính lắm đây nè. Dạ. Rồi lúc đó thì em nhìn thấy cái anh này thì lúc đó như thế nào? Anh sáng sủa đẹp trai nhất phòng. Dạ. Sáng sủa đẹp trai nhất phòng. Dạ. Chà. Nhưng mà em trong cái phòng đó là có mấy nữ mấy nam? Hai nữ ba nam. Mà cô này á là cổ làm kiến trúc sư. Dạ. Mà ăn mặc như vậy nhìn chắc cô cũng nam tính lắm đúng không? Dạ đúng. Thì cái điều gì mà em lại chọn cô này mà không chọn cô nữ kia? Trước khi bà xã vô thì có để ý một cô. Cô đó là nói chung là cũng cao ráo đẹp thái. Thì sau khi bà xã vô thì mình lại thay đổi cái... Thay đổi cái thẩm mỹ luôn, thẩm mỹ luôn. Lúc trước thẩm mỹ của mình là một người hiền dịu nè, hơi nữ tính một chút. Nhưng mà sau này sau gặp cô này thì nó lại thay đổi cái cá tính hoàn toàn đó. Nhưng mà thì ấn tượng ban đầu của em dành cho vợ em thì là con tốt đẹp lắm, giống như là em chê vợ em vậy đó. Dạ đúng. Bởi vì thì làm sao mà em có thể là thay đổi và là sao lại quan điểm không? Trong cái lúc mà hai vợ chồng đi chơi thì thấy được cái cá tính tốt của bà xã rất là tốt, rất là ga lăng, rồi đối xử bạn bè tốt. Xí. Ga lăng là sao? Ga lăng hết tất cả mọi người. Trong công ty tất cả đó. Ví dụ uống cà phê thì em cũng đi mua cho mọi người, hoặc là đi đâu chở em cũng chở mọi người, hoặc là đi tích tiền cũng là cũng dành trả nó cho vậy đó. Thường cái từ ga lăng là dành cho đàn ông, mà hôm nay là chồng em dành hai cái từ đó cho em. Thì chắc chắn không phải là ga lăng trong chuyện uống cà phê không đâu, mà chắc phải ga lăng trong cái chuyện gì khác hơn nữa kìa. Trước ở phòng trọ thì có mấy bạn nữ thì dắt xe hơi yếu. Mấy bạn nam thì không chịu dắt xe ra. Bà xã thì sẵn sàng dắt 3-4 chiếc ra. Cho nên đó là ga lăng. Xong qua thời gian tiếp xúc, tìm hiểu, thấy bà xã này cũng hay. Nó này thay đổi sở thích liệt. Cái là nữ nhi tiêu biểu đó. Không, nữ nhi tiêu biểu mà trong đó có cái tính khí nam nhi rất là mạnh, đúng không? Vợ em hình như là có cái tính nhiều nghĩa hiệp. Nghĩa hiệp đúng không? Thường thì nam tính thì bao giờ nó cũng gắn liền tới cái chuyện là uống cà phê nè, uống bia, uống rượu, nhậu. Vợ em có biết nhậu. Bà sẽ ham là nhậu cũng cơ đó anh ạ. Nhậu có cơ. Dạ có cơ đó. Có cơ là sao? Em bia thì mấy chai mà rượu thì mấy xì? Bia hả? Cũng có thể được nửa cát hơn gần cát. Sao không té đời? Uống có một chai mà xỉn lên xỉn xuống. Trời ơi, uống thì nửa kết hả? Thấy cùi chồng em thì sao? Sao cơ thì vẫn 9-10 chứ phải sao? Xí này chị hỏi nè. Dạ. Có bao giờ hai chồng nhậu tay đôi không? Dạ thường xuyên ạ. Thường xuyên nhậu tay đôi nhà luôn. Thường xuyên. Thường là đứa nào gục trước? Chung là em thì thích vui, không vui. Có vui là em uống ngồi nói chuyện chơi. Còn mà ảnh thì ảnh không thích. Anh uống một hai chai để anh đi ngủ. Tới giờ cũng vậy. Dạ đúng. Chị hỏi nè. Dạ. Rồi á là em thường chứng kiến cổ xỉn. Dạ. Thì lúc mà cổ xỉn á là cổ làm gì? Mỗi lần là xỉn vô là cái chuyện nó gây sự. Thường là bà xã đổ lỗi với mình là không có lãng mạn lắm, nói chung là không có nghe lời kia. Tại vì tại sao chị hỏi vậy là vì nè, trong cái lúc mà người ta xỉn á là người ta hay bộc lộ cái thật lắm. Dạ, đúng cái rồi. Mà lúc người ta ức chế bình thường người ta không nói ra. Rồi lúc xỉn chồng em làm gì? Uống vô là ảnh thường anh xỉn đi ngủ mà không nói gì hết. Dạ, trời ơi, chỉ ngủ vậy thôi hả? Không dạ. Nói không gây sự không gì. Anh ít gây sự lắm, em là người gây sự đầu tiên. Ồ vậy. Ủa, hả? Dạ. Vợ em gây sự có gì như thế nào? Mỗi lần gây sự ra là cái tay hay là điện thoại là cái gì là đập bể liên tục. Ồ vậy. Dạ. Lúc trước bà xã hình như là học karate sao á, hồi chút là đấm đá rồi đấm vô tường không. Cũng may đấm vô tường đó. Chị muốn thắc mắc như nào, có nghĩa là em bị ức chế nhiều khi mà lúc mà em không xỉn về ông xã em. Dạ. Thì trong lúc xỉn em mới bộc lộ ra. Dạ vậy. Đúng rồi. Dạ. Vậy thì em nói cho chị nghe coi em ức chế cái gì.
sau khi mà lấy nhau rồi thì ảnh nãy cũng có nói rồi là ảnh không có lan lăng. Mấy ngày mà sinh nhật hay là ngày cưới hay bất kỳ là ngày 8 tháng 3 ngày lễ gì á, không có gì hết trơn á. Còn cái gì khác hơn? Dạ, chứ hai nữa là tại vì cái thời gian mà tụi em quen nhau á thì gia đình của anh cũng khó khăn. Hai đứa nó tự lo tổ chức cưới, em là người đứng ra vay tiền cưới, nói chung là lo hết chi phí này kia hết á. Ngoài những cái tật xấu mà em vừa kể thì còn những cái tật xấu này nữa. Ảnh cũng nóng tính. Hai chồng cãi lộn nhau á thì ảnh đập đầu vô tường, còn em thì đấm tay vô tường, chảy máu vậy, hai người cứ vậy đó. Còn em, bộ em vừa ý với vợ em lắm sao em cứ xỉn làm đi ngủ hay? Nói chung là vừa ý thì cũng cũng có đó, nhưng mà nhiều khi cũng có cái không có vừa ý. Ví dụ? Hay cằn nhằn nè. Mỗi lần uống cà phê là uống từ sáng tới chiều. Em thì em chỉ thích ở nhà thôi. Ủa vậy là em ngồi một mình hay là ngồi dạ, với người bạn? Dạ, có lúc thì ngồi một mình, lúc người bạn. Tưởng quen, khó quen hồi xưa hay ngồi róc một mình á. À. Nên là uống cà phê ngồi đó mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Ủa hai em là đã có em bé chưa? Dạ có rồi. Vậy là bây giờ còn ngồi cà phê một mình từ sáng tới chiều không? Dạ cũng bớt rồi. Dạ. Bớt hay là hết? Bớt rồi nhưng mà vẫn uống cà phê mấy tiếng. Vậy thì mấy tiếng đó ai là người của em bé? Tại giờ nó đang gửi nhà trẻ thì uống cà phê buổi sáng. Ừ. Còn tối nếu mà có đi thì chồng giữ trẻ. Ôi trời giữ trẻ. Bây giờ chỉ còn nhậu nữa không? Dạ còn nhưng mà nhậu ít lắm. Bớt một bạn là... Không, mỗi lần nhậu thì có thể có bữa nào mà yên tâm á, thì nhậu tới bến được. Cái chuyện nhậu của vợ em á, có làm cho em cảm thấy em phiền toái không? Em không thích không? Chứ mình muốn uống là uống đến mức độ nào đó thôi. Ừ. Chứ trong cái tầm kiểm soát của mình á. Em thích vợ em bỏ luôn không? Dạ muốn nhưng mà chắc không được chị ơi. Dạ, không cái dám này... ước luôn thì thấy thương gì đâu á. Trời ơi, em cứ ước đi em. Nói với vợ đi, em ước cái điều đó. Ước đi, có bà Tiên Hồng Vân nè, bà phù phép cho. Điều khi em cũng muốn ước lắm nhưng mà nói thiệt với anh chị là cái đặc thù của công việc tụi em là nó dạ, giao tiếp với khách hàng rất là nhiều rồi, xây dựng rồi thợ thầy bắt buộc phải có. Dạ. Trời, công việc của chị là cũng phải giao tiếp dữ lắm mà, chị thề với em từ nhỏ lớn chưa biết uống một giọt bia giọt rượu nhưng mà vẫn làm được. Vẫn có nhiều khách hàng đâu có sao đâu. Bây giờ chị nói em nghe, được giờ á em mong chồng em thay đổi cái gì? Đừng có vô tâm đó. Còn em? Em ước là bà xã là bớt nhậu lại. Dạ, lo cho chồng con chút xíu. Thấy chưa? Thấy chưa? Bốn cái điều nói kể xấu ra, không ước điều đó, ước cái điều mình gợi ý. Đó. Tội nghiệp quá. Cứ ước đi em. Và mong rằng là tụi em sẽ thực hiện điều ước của nhau. Yeah. Yeah. Yeah cái đi. Yeah. Ok. Xin cảm ơn hai bạn.